Bọn xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh một chiếc xe 7 chỗ hạng sang nhập khẩu nguyên chiếc. Và cái không gian ngồi của chiếc xe nó rất là rộng rãi, 7 chỗ ngồi rất đáng để anh chị và các bạn cùng quan tâm với em. Xe đã lăn bánh với quãng đường là hơn 80.000 km. Chiếc Audi Q7 phiên bản là máy 3.0 Quattro, sản xuất năm 2015, form mới của năm 2016. Với ngoại thất là màu trắng, nội thất ghế da là màu đen anh chị nhé. Với những tính năng công nghệ an toàn trên chiếc xe như là hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hay là phân phối lực phanh điện tử, hệ thống phanh tay điện tử và cân bằng điện tử hỗ trợ đổ đèo khởi hành ngang dốc, cùng với túi khí an toàn với 6 túi khí và rất nhiều các công nghệ hỗ trợ an toàn khác nữa. Điểm nổi bật ở phía sau thì nó sẽ có những cụm đèn hậu dạng xương cá này, rồi những các chi tiết an toàn như là cảm biến cam lùi, hệ thống đèn cảnh báo gạt mưa được trang bị đầy đủ giúp cho anh chị và các bạn có thể lùi xe an toàn. Cốp của chiếc xe sử dụng là hệ thống cốp điện. Với cái không gian cốp chứa đồ của chiếc xe thì nó vẫn còn rất là rộng rãi khi mà anh chị và các bạn ngồi đủ 3 hàng ghế. Còn nếu mà cần gia tăng thể tích, mình có thể hạ hàng ghế thứ 3 của chiếc xe xuống. Với hàng ghế thứ 3, anh chị và các bạn có thể là gập điện anh chị nhé, rất là tiện dụng. Và điểm hay ở trên chiếc xe này đó là hàng ghế thứ 3 của chiếc xe nó trang bị cho anh chị và các bạn hai cái tựa đầu, giúp cho người ngồi phía sau khi di chuyển đường dài thì sẽ không bị mỏi gáy. Các tính năng an toàn về hệ thống dây đai an toàn được trang bị đầy đủ. Những mẫu xe của thương hiệu Đức thì nó sẽ mang lại cho người dùng an tâm về cái khả năng vận hành cũng như cái độ an toàn cao, khung sườn chắc chắn, rồi là túi khí an toàn, các công nghệ hỗ trợ mang lại cho người dùng. Đấy, tổng thể chi tiết qua anh chị có thể tham khảo. Mẫu này thì cảm giác lái cũng rất là sướng này, rồi là những các tiện nghi option cao cấp. Nó chỉ hơi chát một chút là cái quá trình bảo dưỡng thôi. Nhưng mà nếu anh chị và các bạn mà quen biết các gara thì mình sẽ làm uy tín, thì anh chị và các bạn sửa chữa nó cũng sẽ rẻ hơn thôi so với đi vào chính hãng anh chị nhé. Đấy là một điều mà rất nhiều anh chị và các bạn quan tâm dòng Audi, mình cũng đã có thể là trải nghiệm rồi. Thế em cũng không giấu giếm anh chị và các bạn điểm gì cả. Còn mua bán nó còn tùy thuộc vào cái nhu cầu cũng như là sự đam mê của anh chị và các bạn. Với những cái dòng xe Audi hiện tại bây giờ thì cái mức giá của nó bây giờ rất là mềm anh chị ạ. Như chiếc Audi Q7 sản xuất 2015 form mới 2016 là hiện tại bây giờ nó chỉ còn khoảng hơn 1 tỷ 2 là anh chị các bạn có thể sở hữu rồi. Không gian ngồi 7 chỗ, tính năng an toàn cao cấp. Trần xe đây, với trần mỏng của chiếc xe nó vẫn còn rất là đẹp anh chị ạ. Mà ghế không hề có hiện tượng nhăn nhúm, rạn nứt gì cả. Chính giữa trung tâm thì nó sẽ có cửa gió điều hòa, rồi các phím điều chỉnh chức năng cho anh chị và các bạn có thể điều chỉnh ở phía sau. Với không gian khoang lái của chiếc xe thì ta sẽ ngắm nhìn từ phần cánh cửa đi vào với những chất liệu như bọc da và da lộn tạo hình của chiếc xe. Với những các phím được thiết kế rất là gọn gàng cũng như là tiện nghi cho anh chị và các bạn sử dụng. Hệ thống ghế ngồi có chức năng chỉnh điện hai vị trí với cái lái. Và đây là những cái phần hèm cửa hay là những phần con ốc bản lề. Những điểm để có thể khẳng định về chất lượng của chiếc xe em đều quay rõ ràng cho các bác có thể tham khảo và cân nhắc. Tem mác của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể xem ở phần cột của chiếc xe. Đây là ghế lái và ghế phụ của chiếc xe thì anh chị và các bạn cùng theo dõi với em về chất lượng. Hay là những cái phím bấm chức năng cần số dạng thể thao. Màn hình của chiếc xe thì được trang bị là màn hình thu thò anh chị nhé. Khi mình để nổ lên thì màn hình sẽ tự động trồi lên và khi tắt máy màn hình sẽ tự động kéo xuống. Vô lăng thì có tích hợp các phím điều chỉnh chức năng, có sấy vô lăng hay là hệ thống đàm thoại, lấy chuyển số thể thao phía sau, rồi là những cái phím chức năng chỉnh điện vô lăng. Và rất nhiều các tiện ích mang lại cho người dùng cái trải nghiệm tuyệt vời. Đấy là tổng thể về các bố cục của về khoang lái của chiếc xe anh chị ạ. Và bây giờ em sẽ đi vào phần máy móc của chiếc xe để anh chị và các bạn cùng tham khảo và cân nhắc lựa chọn với em. Với cốt động cơ của chiếc xe sử dụng máy 3.0 TFSI Quattro, cho anh chị và các bạn cái khả năng vận hành của chiếc xe nó rất là tuyệt vời.
Mức giá bán cho chiếc Audi Q7 sản xuất 2015 form mới của 2016, 1 tỷ 290 triệu, giá vẫn còn giảm và thương lượng cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ. Anh chị và các bạn đã xem qua mà cảm thấy em chưa được điểm nào, anh chị và các bạn hãy comment xuống bên dưới để chỉ cho em, để em có thể rút kinh nghiệm và mang đến nội dung đầy đủ hơn cho mọi người ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.